Thôi, tan nha. Hôm nay ba đi làm về có mệt không? Con mới thử làm món sườn chua ngọt đó, ba ăn xem có vừa miệng không ba? Theo ba, con nên ướp đậm hơn thì mới đúng. Dạ, con học theo cách làm của mẹ đó, nhưng mà chắc là chưa được giống lắm. Hay nhỉ, công thức cũng chỉ có một, mà vào tay người khác thì vị khác ngay. Nhưng mà con thấy ăn cũng được mà ba. Không, còn phải học hỏi nhiều. Dạo này chuyện học hành sao rồi? Ba mới gặp chú Thắng ở công ty. Chú khoe thằng Duy đạt học bổng ở trường đó. Con cũng phải đạt thành tích gì chứ hả con gái? Dạ, con đang dạy yoga cho trẻ em tự kỷ đó ba. Còn gì khác không? Dạ không ba. Cùng một lớp, cùng một thầy cô, cùng xuất phát điểm. Dù gì ba cũng là cấp trên của chú Thắng. Con nên biết nghĩa vụ con phải làm cái gì chứ. Sống thì phải biết giữ thể diện cho gia đình. Không lẽ ba không có một cái gì để tự hào về con sao? Con đang học lớp 12 rồi nhỉ? Dạ. Là năm nay thi đại học đúng không? Chọn ngành chưa? Dạ. Con không có định thi đại học. Một hành động nhỏ, một hậu quả to. Nghĩ lại đi. Con đang thấy ổn với việc dạy yoga mà ba. Con phải thi đại học luật hoặc sư phạm. Nhưng mà con không muốn làm mấy cái nghề đó. Tại sao con phải làm? Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Nhưng nếu mà được làm những thứ mình thích thì vẫn tốt hơn chứ ba. Cô có biết vì sao tôi đặt cô tên là Hoàng Quân không? Mà bây giờ cô chọn cái nghề lông bông không ổn định. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vô cái tên của cô, mà bây giờ cô lại chọn cái nghề đó. Sau này thể diện đâu mà tôi nhìn người ta nữa. Cô chẳng khác gì mẹ cô hết. Mẹ, lúc nào cũng là mẹ. Tại sao mẹ mất rồi mà ba cứ đem con ra so sánh với mẹ hoài vậy? Tại vì đó là người phụ nữ thất bại. Mẹ chết không? Bởi vì sống mà không làm được điều mình muốn thì khác gì chết đâu hả ba? Ba, sự sống này.
ba xin lỗi.